dễ thương mà. Đây nè, bây giờ nó dịch chị Long may ba đôi giày màu này chưa, dễ thương chưa? Đôi giày này là cũng của chị đây mua tặng chị Long. Ngay lúc này thì chị lo Quỳnh Hải cả nhà, chị Quỳnh đi ra ngoài cả nhà, xe cũng đã đến. Chị Hồng Loan với bé Bùn, anh Hải đi ăn với chị Ni, nè ăn tối, mới ăn lễ. Nói chung là chị Ni mới về thì hôm qua nay 30/4 con mỗng năm chị Ni không đi ăn được, thì chị mới chiều sáng thì chị Hồng Loan đi ăn tối cả nhà. Đầu dẻo dữ vậy ta. Nước trên trời ở chỗ đó anh. Càng lớn càng dễ thương ha. Mắt trời xe à. Buồn chứ buồn quá à. Xe đến. Tới rồi mẹ ơi. Tới rồi mẹ ơi. Đi ăn mừng. Hôm nay đi ăn hả chị? Dạ. Đây ăn sang qua thứ. Cho Hải với gì rồi sao đây? Em biết cô ngồi sao? Ăn cá mập ngồi sao? Đâu rồi? Cá mập đen rồi. Đâu? Chào chú Út. Hai năm nay Quân ở đâu? Mẹ có vô vậy. À. Chắc gì ơi? Quá trời luôn. Đây là Hồng ơi. Hello Hồng ơi. Cũng ngồi với mẹ cơ. Chú Sang nói là lên trước rồi. Vài bữa chở bà xã lên gặp Hồng Ơn. Dạ. Tới ngày rồi đó. Lẹ quá ha, tới mới đây là tháng rồi ha. Bây giờ làm cái bơm ngọn rồi chú Linh là anh xe. Anh Tư Sang với Bùn ngồi đi ăn nè. Còn anh Út thì anh ngồi bên kia, mình ảnh á, không ai ngồi với anh chưa hả? Chú tài xế. Chị Hồng à, còn khuyến mãi chị Hồng à, còn khuyến mãi thôi. Khuyến mãi rồi nhưng mà Hồng ơi còn một gói dành cho người yêu nào chuyển khoản cọc. Dạ. Thì sẽ được giữ lại giá khuyến mãi 500%. Rồi dạ. Làm sao không đốt được. Trước khi đi là phải đắp vàng cho ba chứ. Ủa rồi đâu rồi? Ai? Phương. Bạn Phương là sao? Trời ơi, Phương anh nặng, anh lên cái xe cái nó lún xuống luôn à trời. Biết cái theo là có thể ngồi trên cái bông xe luôn. Anh đeo cái xe anh đi luôn à. Bye bye Bùn, bye bye cả nhà. Cô chú anh chị, đại gia đình đi ăn tối với cô chú anh chị ơi. Đi ăn mừng. Chị Hồng Loan, anh Quy Sang, chị bé ơ, bùm bùm anh Hải, anh Phương cùng rồi, tất cả gia đình đi ăn tối luôn cô chú anh chị. Cả nhà. Ủa cô chú anh chị, thì bên trong thì bé Bisu mới đi học về cả nhà. Bé Bisu mới đi học về. Cô chú anh chị ha. Thì anh được. Cô chú anh chị. Anh được nhân viên của chị Hồng Loan thì cắm tách bạch cũng làm nhiệm vụ của mình. Còn phía trong cái thành Mỹ không có đi không có nha, thành Mỹ không có đi. Anh Hải chẳng mấy buồn rồi mà. Thank you.
rồi Bùn. Bùn. Bùn em có dài đẹp quá trời luôn. Ồ, Bùn đẹp trai quá à. Dài mới hả Bùn? Bùn đi đâu vậy Bùn? Bùn. Bùn đi đâu vậy Bùn? Đi ăn đúng rồi. Tối nay Bùn đi ăn. Bùn đi ăn với ba Hải với mẹ Hồng Loan đúng không? Đẩy xe đúng không? Đi ăn với Bùn đúng không? Vâng con. Đi ăn với Bùn đúng không? Bùn con nhảy tẹo coi xem thử cái Bùn. Lâu quá không thấy Bùn nhảy nè. Đi cho biển vui quá cả nhà. Xe tới gì lâu ơi. Xe chưa tới. Chào chị. Thôi hôm nay mặc đồ đẹp. Hồng Loan đi nữa mọi người ơi. Hồng Loan đi nữa. Bây giờ nó có được 5 cả nhà ơi. À xí nữa chị Hồng Loan tiếp tục đi ăn nha. Chồng của Phương Phương. Kết thúc rồi cả nhà. Còn quay lại tập 4 của tôi, tôi tin để ăn.